Ok, xin chào tất cả anh chị em, thì mình là Tuấn đây. Chúc anh chị em một ngày vui vẻ. Và hôm nay Tuấn lên một video cá beta mới ha. Đợt này thì cá khoảng 3 tháng rưỡi 4 tháng, cũng rất là đẹp, màu sắc cũng rất là ok ha. Và số điện thoại bên góc trái màn hình 0777678979 là số điện thoại của mình. Anh chị em nào cần thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại đó trên Zalo ha. Rồi, bây giờ mời anh chị em xem video.